Bé ngủ xuyên đêm thì có khiến cho mẹ bị giảm sữa hay là mất sữa không? Chào các mẹ đã đến với kênh Vlog của Trâm. Đây là một cái băn khoăn của rất là nhiều mẹ. Các mẹ rất là hoang mang khi mà bỗng một ngày nào đó bé ngủ xuyên đêm từ tối cho đến sáng luôn á, và không có ti mẹ trong cái thời gian đó thì mẹ sợ là mẹ sẽ bị lâu dài á, thì mẹ sẽ bị mất sữa hay là mẹ sẽ bị giảm sữa. Thì để trả lời được cái câu hỏi này, Trâm sẽ chia ra làm hai cái trường hợp. Trường hợp một là bé bú mẹ trực tiếp hoàn toàn và mẹ không có hút sữa, thì có thể trước đó là bé vẫn có thể thức đêm và bú tầm 2 đến 3 cữ. Tuy nhiên thì bỗng một ngày nào đó bé ngủ xuyên đêm, lúc đó mẹ sẽ lo lắng là liệu rằng như vậy thì có thể khiến cho mình bị mất sữa không. Thực ra thì với việc mà em bé bú mẹ trực tiếp hoàn toàn ấy, thì mẹ có thể duy trì được cái nguồn sữa lâu dài nhất có thể, lâu dài cho tới khi nào mà mẹ muốn cai sữa. Tức là có những mẹ thì có thể nuôi con đến 2 tuổi, 3 tuổi hay là 4 tuổi, tùy theo cái mong muốn của mẹ. Cho nên là mẹ yên tâm là khi mà bé ngủ xuyên đêm như vậy thì mình không có bị mất sữa đâu mẹ nha. Tuy nhiên khi mà bé ngủ xuyên đêm như vậy á, thì cơ thể sẽ dần hiểu ra là như ban đêm là bé không có nhu cầu tiết sữa đâu. Và sau một thời gian tầm đâu đó, tầm 1 tuần á, thì cơ thể biết được cái điều này và sẽ điều chỉnh cái lượng sữa làm sao để phù hợp và cân bằng với lại nhu cầu hiện tại của bé thôi. Để không có tiết quá nhiều sữa thì nó sẽ dễ gây tắc tia sữa cho mẹ. Cho nên là cơ thể sẽ giảm cái sữa dần đi để phù hợp với nhu cầu của bé. Và chúng ta nên hiểu điều này là một điều rất là tích cực và rất là có lợi cho cơ thể, thay vì chúng ta lo lắng là sữa sẽ bị giảm đi mẹ nha. Thì 1-2 đêm đầu khi mà bé ngủ xuyên đêm á, thì có thể là mẹ sẽ rất là căng tức cái ngực của mình á, thì mẹ hãy mẹ có thể là mẹ hút bớt sữa ra để mà mình giảm cái việc căng tức. Mình hút bớt thôi chứ không cần phải là hút cạn ha. Thì sau tầm 3-4 ngày khi cơ thể đã hiểu được cái nhu cầu đó và giảm lượng sữa rồi á, thì có thể đêm mẹ sẽ không thấy là căng tức ngực nữa, thì lúc đó chúng ta cũng không cần phải là đi hút sữa nữa. Vậy thì tóm lại, với một bé mà bú mẹ trực tiếp hoàn toàn và nay bé ngủ xuyên đêm á, thì mẹ đừng lo là cơ thể sẽ bị mất sữa mẹ nha. Tại vì một em bé mà bố mẹ trực tiếp hoàn toàn á, thì đó là cái cách giúp cho mẹ duy trì được cái nguồn sữa lâu dài nhất, nên là mẹ yên tâm nha. Cái trường hợp thứ hai đó là mẹ hút sữa hoàn toàn vào ban ngày và ban đêm thì lại cho bé bố mẹ trực tiếp, nhưng mà nay thì bỗng là bé không có bú vào ban đêm nữa, thì lúc này á mẹ cần phải có ít nhất một cái cữ vào ban đêm để mình duy trì cái lượng sữa nha. Chứ mình đừng ỷ là bé không bú cái là mình cũng ngủ luôn ấy, mình không có hút ấy, thì lâu dần cơ thể sẽ giảm sữa và mẹ sẽ phải đối mặt cái nguy cơ là mẹ không có đủ sữa cho bé. Tại vì ban ngày là mình đã hút sữa hoàn toàn rồi, thì cái cách kích thích bằng máy nó không có tự nhiên và hiệu quả như là cái miệng bé. Cho nên là mình cần phải đảm bảo là ban đêm mình cũng phải hút ít nhất là một cữ nữa thì mới có đủ cái lượng sữa để cung cấp cho bé sau này. Cho nên là với trường hợp mà ban ngày mẹ hút sữa hoàn toàn, ban đêm cho bé ti mẹ trực tiếp, nhưng mà có giai đoạn là bé ngủ xuyên đêm thì mẹ cũng nên đi hút sữa ít nhất là một cữ để mình duy trì được cái lượng sữa mẹ nha. Cảm ơn các mẹ đã xem vlog này của Trâm, và nếu như thấy vlog có ích thì có thể là nhấn like hay là chia sẻ cho bạn bè và nhấn nút đăng ký kênh của Trâm để theo dõi những cái vlog tiếp theo mẹ nha. Hẹn gặp lại các mẹ trong vlog lần sau. Để giúp cho các mẹ đỡ lo lắng và yên tâm hơn phần nào, thì ngoài hình thức tư vấn trực tiếp tại nhà mẹ, tư vấn qua video call hay là qua điện thoại, các mẹ cũng có thể tham gia vào group hướng dẫn thông tắc tuyến sữa của Trâm. Với hơn 20 bài học trong group sẽ giúp cho các mẹ biết cách để nhận biết được là mình có đang bị tắc tia không, biết cách để tìm ra nguyên nhân chính xác mình bị tắc tia sữa và từ đó có cách để mình khắc phục. Ngoài ra, trong group có các clip hướng dẫn thực hành bằng những hình ảnh trực quan nhất để giúp cho các mẹ tự thông tuyến sữa một cách an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng đắn. Để tham gia vào group, mẹ có thể làm theo hướng dẫn ở phần mô tả. Cảm ơn các mẹ đã xem clip này và xin chúc tất cả các mẹ luôn luôn vững tin trên con đường nuôi con bằng sữa mẹ.